Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Ngày hôm nay, trong thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh thì cũng em đồng hành cùng với niềm vui cũng như là sự hân hoan của cả nước. Thì em Bùn cũng muốn giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư một cái mã cổ phiếu mà cá nhân em thấy, đúng không? Nó vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng trong thời gian tới. Ngoài ra thì cổ phiếu nó sẽ có thể xảy ra những cái nhịp điều chỉnh và cũng muốn khuyến nghị cho một số quý anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ, chúng ta có thể là chốt lời một phần cho ngắn hạn và để canh mua ở những cái vùng giá hợp lý hơn. Đó, thì mã cổ phiếu ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người thì như mọi người có thấy trên màn hình, đó chính là mã cổ phiếu Vinhome với tiêu đề đó chính là giá mục tiêu là 5x quý anh chị nhá. Rồi, thì với cái chủ đề ngày hôm nay như vậy thì em sẽ tiến hành đi phân tích về các cái yếu tố về cơ bản của doanh nghiệp cũng như là một số các cái yếu tố để thúc đẩy cho cái tiềm năng cổ phiếu lên 5x về mặt cơ bản trước. Sau đó em sẽ đi tiến hành chỉ cho mọi người những cái điểm mà mọi người cần chú ý ở cái mặt kỹ thuật và tại sao em lại khuyến nghị nó có thể đạt mục tiêu ra 5x, cũng như là với quý anh chị nào đã có hàng rồi thì em không nói, còn những quý anh chị nào chưa có hàng thì cái điểm mua sắp tới của chúng ta sẽ nằm ở đâu. Tất cả nó sẽ có trong video ngày hôm nay. Vậy nên là rất mong quý anh chị, nếu như chúng ta mà muốn có được một cổ phiếu mà có cái tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt, cũng như là mọi người đang nắm cổ phiếu Vinhome mà mọi người muốn có được cách xử lý làm sao cho hiệu quả nhất cũng như là để tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình, thì đây là video mà em nghĩ tất cả quý anh chị chúng ta không nên bỏ qua ha. Rồi, trước khi bắt đầu vào video, rất mong tất cả quý anh chị có thể để lại cho em Bull một lượt like cũng như là những cái trái tim màu tím ở phía dưới phần bình luận, để em có thể là có những cái tư vấn cũng như là có những cái hỗ trợ là tốt hơn nữa nhá quý anh chị. Bây giờ đó, mọi người có thể là kéo xuống ngay phía bên dưới, bấm vào nút like và comment ngay cái mã cổ phiếu mà mọi người đang quan tâm, để trong cái thời gian này em sẽ tập trung lên cho mọi người những cái video phân tích về các cái mã cổ phiếu mà cá nhân em cho rằng nó là tiềm năng và cũng như em nhận thấy là quý anh chị đang quan tâm nhá. Vậy nên đừng ngại, hãy cứ comment ngay và ủng hộ cho em Bùn những cái lượt like ha. Nếu quý anh chị mà cần mở những cái tài khoản tại công ty chứng khoán SSI thì mọi người có thể quét ngay vào mã QR ở góc trên cùng nhá, hoặc là mở một cái tài khoản với cái ID của em Bùn là I610025 tại công ty chứng khoán SSI. Quý anh chị nào mà cần lượng margin cao, mọi người có thể mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán GEM với một cái margin là 28, thì quý anh chị nạp vào 100 triệu chúng ta sẽ có 500 triệu để chúng ta giao dịch, và với cái ID của em Bùn đó chính là BR8419 nha mọi người, BR8419 nha. Sau khi mọi người mở tài khoản có thể là liên hệ với em để em có thể hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất nhá. Ngoài ra khi quý anh chị mở tài khoản chúng ta có thể là được sử dụng app chứng khoán ITB nhá, với gói miễn phí dành cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư, và với gói VIP 2 dành cho tất cả quý anh chị có cái số nạp giao dịch trên 50 triệu nha mọi người. Rồi, thì để không làm mất thời gian của quý anh chị nữa, em sẽ đi vào phân tích về cái cổ phiếu Vinhome ha. Cái giai đoạn vừa rồi thì quý anh chị thấy là Vinhome cũng đã có một chu kỳ tăng giá khá là mạnh quý anh chị ha, với đâu đó là khoảng 9 cây nến tăng giá liên tục, cùng với đó là những cái thông tin rất là tích cực được bơm ra cho cổ phiếu, và cổ phiếu gần như đã tạo cho mọi người một cái đáy dài hạn ở cái vùng giá là 34 đó. Thì với cái vùng đáy này thì trước mắt cái tiềm năng của cổ phiếu nó sẽ phục hồi về đâu, và trong cái giai đoạn tới này liệu cổ phiếu có tăng bốc tiếp tục không hay là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, thì mọi người hãy cùng em đi phân tích nhé. Đầu tiên thì với một số các cái thông tin để thúc đẩy cho cổ phiếu thì mọi người có thể thấy được, đó chính là cái việc mà khiến cho cổ phiếu Vinhome tạo đáy, nó chính là từ cái tin đó chính là doanh nghiệp đăng ký mua lại lượng lớn cổ phiếu. Với cái lượng lớn ở đây đó chính là 370 triệu cổ phiếu quỹ. Đây là cái mức tối đa quý anh chị. Đây là mức tối đa nhá. Do cái lý do đó chính là giá cổ phiếu hiện tại đang nằm dưới giá trị thực rất nhiều. Thì với cái thời điểm mà công bố cái thông tin này thì giá của Vingroup đang là 34.000, và cái đỉnh giá P/B có nghĩa là giá trên giá trị thử thách chỉ là 0.75 lần nhá, thấp hơn khá là nhiều so với các cái doanh nghiệp bất động sản tốt khác trong khu vực. Đó. Thì ở trước cái thông tin này thì ngày hôm 7 tháng 8 quý anh chị, cổ phiếu Vinhome đã bật tăng trần từ cái vùng giá 34.000 lên những cái vùng giá cao hơn loanh quanh 37.000 quý anh chị nhá. Đó. Rồi,
thì nhiều người đánh giá là cái thông tin này liệu là nó có khả thi hay không. Đó, cái việc khả thi của việc mua lại thì quý anh chị lưu ý này, 370 triệu cổ phiếu tính theo cái giá thấp nhất thời điểm mà lúc thông tin công bố là doanh nghiệp đã phải bỏ ra cái số tiền đâu đó là khoảng 12.700 tỷ đồng. Đó, không cần biết doanh nghiệp có thể là mua theo hình thức thỏa thuận hoặc là mua theo hình thức khớp lệnh. Cái này thì chúng ta còn phải theo dõi thêm, và việc doanh nghiệp mua bao nhiêu chúng ta vẫn chưa thể xác định được, vì cái con số ở đây là 370 triệu cổ phiếu là con số tối đa và doanh nghiệp chưa đưa ra con số tối thiểu nha mọi người. Thế nhưng dựa trên một số các cái thông tin mới đây và từ công ty chứng khoán MAS cho biết, thì trong một cái cuộc trao đổi gần nhất đối với khối quan hệ nhà đầu tư của Vinhome, thì đơn vị này khẳng định đó chính là kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tài trợ bằng lượng tiền mặt có sẵn và dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể hơn đó chính là doanh thu từ việc bán xỉ các cái ngôi nhà tại dự án Vinhome Vũ Yên trong năm và các cái giao dịch bán lô lớn dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2024, và ước tính giá trị của các cái hợp đồng này nó sẽ lên đến 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì Vinhome sẽ có thêm các cái nguồn thu từ việc mở bán các cái dự án mới, và sắp tới đó chính là dự án mà đang rất nhiều quý chị nhà đầu tư có thể thấy được, vì dạo này là từ thông tin đài báo truyền hình đến các cái sale bất động sản chia sẻ rất nhiều, đó chính là dự án có thể nói là nóng nhất trong năm nay tại Hà Nội, dự án Vinhome Cổ Loa quý chị. Đó, công ty là sẽ mở bán cái phân khu thấp tầng trước với cái khối lượng đầu đó là hơn 4.000 nhà ở thấp tầng quý anh chị nhá, 4.000 lô thấp tầng. Đó, để đem lại cái dòng tiền sớm hơn cho doanh nghiệp. Đó. Và cái việc mà mua lại các cái cổ phiếu quỹ này thì nó ảnh hưởng không nhiều đến cái việc là đến cái thanh khoản của doanh nghiệp cũng như là các yếu tố nợ vay quý anh chị nhá, các cái chỉ số đòn bẩy nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nó vẫn sẽ nằm trong ngưỡng an toàn ha. Và mới gần đây nhất thì trong cái dự án đó thì mọi người có thể cập nhật một số các cái thông tin. Thứ nhất là vào ngày 30 tháng 8 vừa rồi thì dự án đã chính thức là làm lễ khởi công trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia. Thì đây là cái tổ hợp chung quý anh chị. Còn dự án sẽ là Vinhome Cổ Loa nha quý anh chị nhá. Tên gọi khác đó chính là Vinhome Cổ Loa, nằm trong cái trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia này. Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp chủ của doanh nghiệp này, thì nó chính là ở cái công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán, nó chính là VAF quý anh chị, là công ty con của tập đoàn Vingroup ha. Và cái tiến độ dự án mọi người có thể thấy này, đó chính là nó gần như là đã hoàn thiện mọi người nhá, gần như là đã hoàn thiện cái việc mà chia khu đó, các cái phân khu cũng như là các cái nền móng và các cái hạ tầng đang được hoàn thiện với tốc độ cực kỳ nhanh quý anh chị. Đó, thì đây là cái hình ảnh mà cập nhật dự án vào cái giai đoạn cuối tháng 8 rồi, đâu đó là ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 8 đây. Quý anh chị thấy là các cái phân khu, các cái lô thì đều đã được chia ra rất là rõ ràng rồi ha. Đó, bây giờ chỉ còn việc là doanh nghiệp đưa cẩu vào để thực hiện các cái dự án là làm móng, làm nền. Đó, và cũng như là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm. Đó, điện đường trước cũng như là hệ thống cấp thoát nước quý anh chị. Đó. Với hơn 4.000 căn hộ nhá. 4.000 căn, không phải căn hộ, 4.000 căn nhà ở thấp tầng, biệt thự. Đó. Bao gồm cả liên kề, shop house, biệt thự, các dạng biệt thự luôn. Đó, tiếp theo nữa là một cái thông tin cực kỳ quan trọng mà mọi người cũng nên chú ý. Đó chính là việc mà Vinhome đã gọi là được Thủ tướng phê duyệt xây dựng khu công nghiệp hơn 13.200 tỷ đồng. Đó, khởi công và có thể là được khởi công vào cuối năm 2024. Tại sao lại có thể được khởi công vào cuối năm 2024? Vì là đây là một cái dự án trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh và được tỉnh này trong cái cuộc họp về chỉ đạo về việc là cấp phép cũng như là giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn tháng 7 vừa rồi. Thì đây là dự án trọng điểm của tỉnh và sẽ được đốc thúc triển khai và làm sao đấy để có thể là khởi công vào cuối năm nay quý anh chị. Đây là do chính là quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ nha quý anh chị. Thông tin về dự án thì đây là dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhome Vũng Áng, được thực hiện tại khu công nghiệp trung tâm lô CN4 và CN5 thuộc khu kinh tế Vũng Áng, có quy mô sử dụng đất là 965 ha và tổng vốn đầu tư là 13.276 tỷ đồng. Đó, nó sẽ nằm liền kề với khu công nghiệp hiện tại của tỉnh, bao gồm có các cái dự án cực kỳ lớn như nhà máy Formosa Hà Tĩnh này, cũng như
là khu nhà máy là Nhật Điện Vũng Áng 1 và đang trong quá trình triển khai nhà máy Nhật Điện Vũng Áng 2 quý anh chị. Nhà máy Nhật Điện Vũng Áng 1 thì có quy mô khoảng 1 tỷ đô, còn nhà máy Nhật Điện Vũng Áng 2 thì có quy mô lên đến 3 tỷ đô quý anh chị. Các cái dự án cận kề nó rất nhiều. Thì với cái dự án này thì thường thì theo như em có biết thì Vingroup tập trung vào cái mảng là xây dựng cái nhà máy sản xuất cũng như là các cái nhà máy sản xuất pin xe điện và cho các cái doanh nghiệp nước ngoài thuê ha. Nó đi kèm với cái dự án là xây dựng cảng Vũng Áng ấy quý anh chị. Đó. Và một cái thông tin nó cũng cực kỳ là quan trọng, đó chính là gì? Cái đà bán ròng của khối ngoại hiện tại là đã hạ nhiệt. Thì như thông tin em có chia sẻ tới mọi người đây. Đây là thông tin bán ròng của nước ngoài trong một tuần vừa rồi nha, trong một tuần vừa rồi. Đó. Là tính trong 5 phiên gần nhất đấy quý anh chị, 5 phiên gần nhất thì nước ngoài chỉ bán ròng của phía Vinhome có 134 tỷ thôi. Và nếu tính theo thứ hạng bán ròng thì Vinhome chỉ đứng thứ năm, đứng thứ sáu anh chị nhá, đứng thứ sáu trong giá trị bán ròng. Đó, thua Hòa Phát, VPBank, VRE, Hoa Sen, TLG và mới đến Vinhome. Thì đấy, trong một tuần vừa rồi, cái lượng bán ròng Vinhome nó còn thấp hơn Hòa Phát, thậm chí nó còn thấp hơn cả Hoa Sen quý chị, bán ròng có 134 tỷ. Mà quý anh chị mà cập nhật được đây, em cập nhật cho quý anh chị là trong một tháng vừa rồi thì bán ròng lên đến 2.200 tỷ. Thế nhưng mà trong một tuần vừa rồi thì chỉ bán ròng có 100 tỷ thôi. Chứng tỏ là cái lực bán nó hạ nhiệt rất là lớn. Và ngoài ra nữa trong một tháng vừa rồi Vinhome còn không giữ được cái cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất. Theo như em có cập nhật ấy, thì từ liên tục từ đầu năm. Liên tục từ đầu năm từ khoảng tháng 3 đến bây giờ. Vinhome là cổ phiếu rất đầu đà bán ròng của khối ngoại. Thế nhưng bây giờ nó đã hạ nhiệt rồi. Tính trong một tháng gần nhất là tháng 8 vừa qua. Thì cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đó chính là cổ phiếu Hòa Phát với cái lượng bán ròng là 2.490 tỷ đồng, còn Vinhome chỉ có 2.200 tỷ đó, và trong một tuần vừa rồi thì bán quá ít, bán có hơn 100 tỷ rồi anh chị. Đó thì đây cũng là một yếu tố rất là hay. Ngoài ra thì Tử Doanh cũng không bán ròng nhiều nhá, Tử Doanh trong một tuần vừa rồi cũng chỉ bán Vinhome có 166 tỷ. Tính ra trong thời điểm vừa rồi là Vinhome là một trong những cổ phiếu là gọi là có cái lượng lượng nhà đầu tư giữ hàng lại và không muốn bán ra rất nhiều, dẫn đến là cái lượng cung hàng ở cái giai đoạn tăng giá nó rất là tốt anh chị nhá. Thì đó là các cái yếu tố liên quan đến mặt cơ bản của doanh nghiệp cũng như là các cái cung cầu của thị trường đó. Dựa vào các yếu tố đó chúng ta sẽ phân tích về mặt kỹ thuật để đưa ra cho mọi người các cái chiến lược cũng như là các cái lý do tại sao cổ phiếu có thể là xuất hiện điểm mua trong thời gian tới ha. Thì về mặt kỹ thuật của doanh nghiệp nó như thế nào thì đây em cũng có phân tích và em có đưa ra cho mọi người một số các cái luận điểm mà em có cập nhật ở đây ha. Làm sao để cho chúng ta có những cái nhìn nó rõ nhất? Đầu tiên là chúng ta phải nhìn nó trên cái khung ngắn hạn trước đã, đó là khung ngày nha quý anh chị. Thì thứ nhất, trên khung ngày mọi người thấy là Vinhome đã có một cái chuỗi tăng tăng rất là mạnh quý chị ha. Chuỗi tăng rất là mạnh kéo dài liên tục suốt nhiều phiên, 4 phiên, 8 phiên, 8 phiên tăng liên tục, sau đó có một phiên chỉnh nhẹ và lại tiếp tục tăng hai phiên rất mạnh. Đó. Mọi người có thể thấy nha, như em có thống kê ở đây là trong 13 phiên gần nhất thì Vinhome chỉ bị bán có hai phiên thôi. Bị giảm điểm hai phiên quý anh chị. Trong 13 phiên gần nhất thì chỉ có hai phiên bị đỏ, còn lại là quanh tham chiếu và xanh điểm quý anh chị. Chứng tỏ là một cái lực cầu rất là lớn, và quý anh chị nhìn cái đoạn này này. Cái đoạn này vốn nó vào rất tốt quý chị nha. Đoạn này vốn vào rất tốt. Đó thì em đang thấy cái tín hiệu cực kỳ tốt cho cổ phiếu Vinhome ở cái đoạn này. Và cái thanh khoản của nó cũng đã được cải thiện đáng kể. Thanh khoản cũng đã được cải thiện đáng kể rồi đây quý anh chị. Mọi người nhìn cái thanh khoản trung bình là rơi vào khoảng là loanh quanh ngưỡng 11 triệu trong khoảng 10-20 phiên gần đây. Nha, loanh quanh 11-12 triệu trong khoảng 20 phiên gần đây. Đây là cái mức cải thiện thanh khoản rất tốt trong thời gian vừa qua. Và các cái cây xanh điểm thì liên tục diễn ra. Nhưng trước cái sự tăng điểm đó thì chúng ta phải cần lưu ý một số điều anh chị. Thứ nhất này, tại sao em lại lưu ý mọi người? Vì cá nhân em đang thấy là Vinhome sắp tới nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Tất nhiên là trong ngắn hạn rồi nhá. Cái này thì có thể giải thích qua một số điều. Thứ nhất, theo phương Tây thì mọi người có thể thấy đó chính là cái việc mà cổ phiếu chạm cái cản chéo trong trung hạn từ giai đoạn tháng 10 năm 2023 cho đến bây giờ nhá, chạm cái cản chéo này. Đó, thứ hai nữa là trên khung đô thị ngày mọi người có thể thấy được theo Ichimoku trình phát, chúng ta đang có một cái khách sạn mở giá hút giá về 39 trong
trong 4 phiên tới quý anh chị. Có nghĩa là từ thứ tư tuần tới cho đến thứ hai tuần sau là khách sạn sẽ mở ra đối với cổ phiếu Vinhome. Cái lực bán nó sẽ xuất hiện nha. Ngoài ra nữa thì có một cái chỉ báo này mọi người cũng có thể chú ý này. Đây là em đang theo Ichimoku và cùng với cái đường chéo nhá. Thì cái khả năng chỉnh của Vinhome của chúng ta trong 4 phiên tới nó sẽ chỉnh về đâu? Thì trong 4 phiên tới cái khả năng chỉnh của Vinhome nó sẽ về quanh cái vùng giá là 39.5 cho đến giá 39. Đó, thì đó chính là cái vùng điều chỉnh của Vinhome. Tất nhiên là cổ phiếu rất khỏe. Quý anh chị nào mà đang có hàng thì em cân nhắc mọi người là nếu như cổ phiếu có kéo lên cái vùng giá quanh vùng 42 thì chúng ta có thể cân nhắc bán. Và chúng ta chỉ mua khi một là cổ phiếu về đến lại cái vùng hỗ trợ. Hai là cổ phiếu sẽ đi vượt cái vùng này. Vượt qua cái vùng cản chéo ấy là vượt giá 42.6 hoặc 42.7 gì đó chúng ta sẽ cân nhắc tham gia mua đuổi. Còn không quý anh chị hãy bình tĩnh và chờ cổ phiếu điều chỉnh trong 4 phiên tới nhé. Đặc biệt nếu như trong sáng ngày thứ hai thị trường có bất kỳ cái pha kéo tăng nào, mọi người cũng không nên FOMO với cổ phiếu Vinhome mà chúng ta sẽ canh chờ những nhịp điều chỉnh như em có khuyến nghị ở đây. Đó thì đây là trên cái khung daily. Còn trên khung weekly thì sao? Ở trên khung tuần thì quý anh chị có thể thấy được đó chính là cái việc mà cổ phiếu đang có một cái trạng thái tăng rất tốt. Đây là một cái trạng thái tăng cực kỳ tốt, cực kỳ mạnh của cổ phiếu Vinhome. Mặc dù là cái xu hướng của Vinhome là vẫn đang trong xu hướng giảm quý anh chị nhá. Vinhome hiện tại vẫn đang nằm trong xu hướng giảm trung hạn và chưa có dấu hiệu bứt phá lên cái xu hướng tăng giá trong trung hạn đâu. Mọi người phải lưu ý cho em cái vấn đề này. Nhưng cổ phiếu đang trong một cái trạng thái tăng rất mạnh. Mặc dù là xu hướng giảm nhưng trạng thái của chúng ta vẫn là một cái trạng thái tăng. Và thứ hai nữa là Vinhome có một cái khe, quý chị. Anh em ITB hay nói là có một cái khe hút giá nha. Cái khe hút giá này sẽ tồn tại cho mọi người trong khoảng 2 tuần, có thể là tuần sau hoặc là tuần 6 nữa. Vì sao? Vì tuần 6 nó chỉ kéo dài có 3 phiên thôi. Và cái khe này thực ra nó vẫn mới chỉ chớm là còn tuần 6 nữa cơ. Thế trong cái khoảng thời gian này nếu như Vinhome có những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn về quanh những cái vùng giá em có nhắc nhở mọi người, đó chính là vùng giá 38-39 và lát nữa em sẽ lên một cái chiến lược nó cụ thể hơn, mọi người có thể tham khảo nhá. Thì với cái việc mà nó xuyên khe như này thì cũng là một trạng thái rất là tích cực nhá. Xu hướng tăng rồi rất tốt, trạng thái tăng rất tốt nhưng mà xu hướng vẫn còn trong xu hướng giảm, để mọi người vẫn phải lưu ý những cái nhịp điều chỉnh ở khách sạn. Ngoài ra ở về cái mặt mọi người nên nhớ này, về cái mặt phương Tây thì em có thể chỉ cho mọi người hai cái chỉ báo chính. Thứ nhất đó chính là cái vùng cản mạnh do là lượng nhà đầu tư kẹp hàng quá nhiều. Thì đây em còn đang có để cho mọi người là trong cái giai đoạn là đâu đó rơi vào khoảng của chúng ta nó là khoảng đây, em cứ để hẳn trong khoảng thời gian dài luôn đi nhá. Đây, mọi người có thể thấy là từ giai đoạn 2019 cho đến bây giờ thì cái vùng giá mà được nhà đầu tư mua nhiều nhất đó chính là cái vùng giá 42.6 42.42 cho đến 42.5 quý anh chị. 42 cho đến 42.5 là cái vùng giá được nhà đầu tư mua nhiều nhất. Thì chính vì cái vùng giá mua nhiều như thế này thì cái lực cản ở đây nó rất là nhiều quý anh chị. Tại sao? Quý anh chị cũng cứ nhớ đi, những cái người mà nhà đầu tư người ta đang cầm cổ phiếu này quanh cái vùng giá 38, họ cầm rất nhiều hàng. Đó, rất nhiều nhà đầu tư đang cầm ở trung bình cái vùng giá là khoảng 42-43. Quý anh chị, rất nhiều nhà đầu tư đang cầm trung bình ở giá 42-43 thì trong những cái lúc xấu nhất họ đã có những cái lúc lỗ lên đến 19%-20% và họ vẫn gồng. Thì đến bây giờ khi mà họ hòa vốn thì quý anh chị thử nghĩ xem liệu họ có bán ra hay không. Thì chính vì cái lực bán đó khiến cho Vinhome phải tích lũy lại ở cái vùng giá này. Một là tích lũy lại rất lâu, từ 1 cho đến 2 tuần. Thứ hai là phải có một thái điều chỉnh trong tuần tới quý anh chị, tuần tới hoặc là đầu tuần 6 nữa. Đó, thực ra tuần tới có nghĩa là tuần này luôn đấy, hôm nay thứ hai mà quý anh chị. Hôm nay thứ hai, ở trong cái phiên giao dịch tới đây, ở 3 phiên thứ tư, thứ năm, thứ sáu nó cần phải điều chỉnh, hoặc cùng lắm là đến ngày thứ hai nó sẽ nên điều chỉnh nhẹ nhá. Còn đến qua ngày thứ hai rồi thì nó sẽ có những cái sự biến đổi khác. Thì nếu mà người muốn biết cái sự biến đổi khi mà Vinhome qua cái ngày thứ hai mà nó không chỉnh thì mọi người có thể nhắn tin cho em sẽ có thể hỗ trợ cho quý anh chị, đặc biệt là những quý anh chị khách hàng nhà mình, quý anh chị khách hàng của em Bull hoặc là khách hàng của ITB mà muốn cần tham khảo về cổ phiếu này. Cứ nhắn tin cho em vì em đang nghiên cứu rất rõ và rất cụ thể về cổ phiếu Vinhome nha, về các cái trạng thái cũng như là các cái xu hướng của nó. Ngoài ra mọi người có thể thấy là RSI cũng như là MMI
nó đang ở trong những cái vùng gọi là vùng quá hết rồi. RSI là sức mạnh nó đang vượt quá và nó cần phải hạ nhiệt đi, cũng như là dòng tiền đang rất là lớn, thể hiện được cái sự FOMO của cổ phiếu rất mạnh. Đó thì với sự FOMO này, quý anh chị nhà đầu tư nên cẩn trọng vì nó có thể xảy ra những cái nhịp điều chỉnh bất ngờ. Nhưng mọi người thấy thường những cái lúc Vinhome lên FOMO này, nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh bất ngờ xuống này. Đó, mọi người nên nhớ nhé, cái nhịp điều chỉnh bất ngờ là rất dễ xảy ra ha. Đó thì đó là các cái cảnh báo cho mọi người. Thì qua các cái cảnh báo này thì quý chị nhà đầu tư nên lưu ý cái việc gì ở, nên lưu ý những cái gì ở Vinhome. Thì đây em sẽ viết ra cho mọi người một số các cái lưu ý nhá. Thì có các cái lưu ý sau này. Nếu quý anh chị đang cầm hàng, tỷ trọng cao thì nên đây, cầm hàng thì có thể nhá, canh hạ tỷ trọng ở quanh vùng giá 42.x, 42.x thôi nhá. X nào thì mọi người có thể tự quyết. Và hạ tỷ trọng quanh 42.x nhá, ưu tiên từ 30 cho đến 50% nha. Còn quý anh chị đang cầm tiền, canh giải ngân nhá, canh giải ngân ở vùng nào thì trước mắt là với các cái trạng thái của Vinhome cũng như là ở trên cái public này, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người một số các cái điểm giải ngân của quý anh chị nhá. Thì cái điểm giải ngân của chúng ta nó sẽ bắt đầu khi nào? Khi mà cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh, quý anh chị, khi cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh thì điều chỉnh đến đâu thì chúng ta cần phải xem. Thứ nhất, chúng ta có một cái hỗ trợ trước mắt, đó chính là vùng 39.5 và giá 39. Quý anh chị, đây sẽ là vùng, hai vùng giải ngân cho quý anh chị nhá. Đây là hai vùng giải ngân cho quý anh chị về khi mà cổ phiếu có nhịp điều chỉnh. Tất nhiên là hiện tại là nó đang duy trì từ này cho đến giai đoạn đó chính là hết thứ hai tuần sau. Đó. Còn 6 ngày thứ hai tuần sau thì chúng ta nên có những cái yếu tố thay đổi vì cổ phiếu rất dễ có những nhịp điều chỉnh. Sáng tuần 6 nữa thì cái khả năng cổ phiếu chui mây, xuyên mây, quý anh chị không phải chui mây mà là xuyên khe phút lên, rất dễ xảy ra. Cùng với đó là cái trạng thái tăng mạnh trên cùng tuần nó sẽ hỗ trợ cho Vinhome là cái áp lực điều chỉnh của nó không quá lớn. Thì tất nhiên là cái việc mà thị trường nó có thể hạ thị trọng. Còn đối với quý anh chị cầm hàng thì cũng lưu ý cái điểm mua lại cho em. Mọi người chốt được ở 42.x thì mọi người phải bắt đầu mua lại. Cái này phải nhắc nhở quý anh chị luôn nha. Quý anh chị chốt xong mà quý anh chị không mua lại nó sẽ rất là mất lại. Chốt xong ở đấy thì bắt đầu mua lại. Đầu mua lại ở giá 40.4. Đó, mọi người sẽ bắt đầu mua lại dần. Ví dụ quý anh chị chốt 50%, chúng ta sẽ mua lại một nửa cái lượng hàng đã chốt ở cái vùng giá là 40.4, 40.5 nhá. Rồi 40.5 cho nó xong xanh. Và canh các giá ở vùng hỗ trợ và canh giải ngân tiếp, đúng không? Ở các vùng hỗ trợ. Thì các cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng giá nào? Thì đó chính là hai cái giá mà em cho mọi người đây. Đó chính là vùng giá 39.5 và vùng giá 39 nha mọi người. Mọi người nên lưu ý giúp em cái điều này ha. Đó. Thì hiện tại là đối với các cái trạng thái giải ngân thì là như vậy. Thế nhưng trong cái điều này rủi ro có không? Tất nhiên là rủi ro là có. Rủi ro là gì? Là cổ phiếu điều chỉnh. Rủi ro thì cắt lỗ nhé. Chúng ta sẽ cắt lỗ khi nào? Trước mắt thì em thấy là cắt lỗ khi mà nó thủng cái giá thấp nhất đợt trước, đó chính là giá 35.8. Khi thủng 35.8. Đây là cái điều mà em chắc chắn sẽ làm. Em cũng là một người đang chờ mua cổ phiếu Vinhome. Và cá nhân em cũng đã có một lượng hàng nhỏ rồi. Vì nếu như quý anh chị mà có nhớ ấy, thì ở cái giai đoạn nó mở gap tăng như thế này thì trước đó em đã cầm hàng rồi. Đó. Thì ở đoạn này em có nhắc quý anh chị là gì? Chúng ta sẽ canh mua ở cái vùng giá là 35.x. Canh mua vùng giá 35.x. Thì nếu như quý anh chị nào có nghe theo khuyến nghị của em thì chúng ta đã có hàng rồi. Đó. Ngoài giá nữa thì với cái trạng thái hiện tại của Vinhome thì chúng ta sẽ cắt lỗ khi mà thủng giá 35.8. Đây là điều em sẽ làm. Em có thể mua ở vùng giá 39, có thể mua ở 40, nhưng thủng 35.8 em cắt lỗ. Đó, vì trạng thái của Vinhome quý anh chị phải rút ra kinh nghiệm là rất nhiều lần Vinhome nó rút rồi, không phải là một lần nhá. Thường khi về đến những cái vùng này nó có thể lình xình tích lũy lại một vài phiên, nhưng cái việc mà nó thủng tiếp nó rất là dễ, thế nên là quý anh chị phải đặc biệt lưu ý nhá.
thùng 75.8 bán ngay cho em đấy, để em không cần phải nhắc nhở làm người nhiều lần. Thế nhưng đó thì chúng ta có cái điểm cắt lỗ rồi, thì trong cái trường hợp xấu nhất quý vị mà mọi người có đu ở giá 40.5 thì chúng ta sẽ lỗ đâu đó là khoảng 12%, 10% nha, cắt lỗ khoảng 10%. Vậy nên là ở cái vùng giá 40.5 này chỉ dành cho quý vị nào mọi người mua với cái vì thế là mọi người đã có hàng và chốt lời 42.x. Còn quý vị khác mà mua ở vùng giá 39.5 thì cái vùng cắt lỗ của chúng ta nó nằm ở 35.8, thì chúng ta chỉ lỗ khoảng 9% thôi nhá. Đó, 9% thôi. Và nếu mọi người mà mua theo tỷ trọng, chia tỷ trọng giá trung bình nó chỉ có 39 thì chỉ lỗ khoảng 7-8%. Nó vẫn nằm trong những cái vùng cho phép của em Bull ha. Đó thì mọi người lưu ý giúp em cái điểm mua mà em cũng như là cái điểm cắt lỗ em giới thiệu cho mọi người. Thế nhưng quý anh chị nào quan tâm đến target, đúng không? Tại sao em lại cho mọi người cái target là Vinhome sẽ có vùng giá 5x? Đó, tại sao em lại cho mọi người cái mục tiêu ở đây? Cái mục tiêu của Vinhome, giá mục tiêu là 5x trong nhịp tới này. Trong nhịp tới thôi nhá, trong nhịp tới thôi, chúng hẳn trong thời gian sắp tới thì mọi người nhìn cho em cái khung đồ thị tuần. Đó, thứ nhất trên khung đồ thị tuần em vừa nói là gì? Vinhome đang có xu hướng tăng mạnh. À đâu, đang có xu hướng giảm. Thế nhưng trạng thái là trạng thái tăng rất tốt. Đó, trạng thái tăng mạnh nhưng mà xu hướng giảm. Ngoài ra nữa thì mọi người mà có nhìn ý, thì em đang có một cái cản chéo từ năm 2021 cho đến bây giờ. Đây là một cái cản chéo trong dài hạn của Vinhome luôn nhá. Cản chéo trong dài hạn của Vinhome đó, thì trong cái nhịp này em kỳ vọng là đâu đó đến giữa tháng 9 hoặc cho đến cuối tháng 9 đó, giữa cho đến cuối tháng 9 thôi đó, tầm đoạn nửa 6 của tháng 9 ý, quý anh chị, là Vinhome sẽ đạt cái target như em mong muốn. Có thể là cuối tháng 9 là thảm minh hợp lý nhất. Thì khi đó Vinhome có thể về cái target có thể là 50 cho đến vùng giá 55. Quý chị nhá, 50 cho đến 55, thậm chí là em nghĩ là để một cái giá chốt đẹp nhất thì em nghĩ mọi người nên canh cái giá nửa đúng chính là cái cản chéo này. Nó là vùng 52.5 cho đến 53 nhá. Vùng 52.5 cho đến 53 mọi người lưu ý cho em cái vùng chốt lời này nhá. Thì đó chính là thứ nhất là kết hợp giữa cái cản chéo này và nó là trung bình của hai con dao găm. Hai con dao găm trên dài hạn Vinhome nhá, dao găm 65 tuần và dao găm 129 tuần. Đó, cái này mọi người lưu ý. Thì có nghĩa là trong thời gian tới thì em kỳ vọng là nó có thể là có một cái nhịp đi lên thế này nhá, sau đó nó có thể test chỉnh lại linh sinh rồi nó có thể đi lên tiếp. Thì cái xu hướng sau này em không rõ, nhưng trước mắt là em kỳ vọng trong nhịp này chúng ta sẽ về 5x. Thì với những quý anh chị nào mà có tham gia ở vùng giá hiện tại, những cái vùng giá 39 em khuyến nghị thì tối thiểu chúng ta đã có cái mức lợi nhuận khoảng 20 cho đến 25%. Quý chị nhá. Đó, khoản lợi nhuận tối thiểu từ 20 cho đến 25%, thậm chí là có thể hơn. Như cá nhân em thì mua vùng dưới này thì tất nhiên là nó còn phải hơn nhiều rồi. Quý chị nào mà xem livestream của em thì mọi người thừa biết nhá. Thực sự luôn là trong cái giai đoạn này, giai đoạn nó giảm mạnh này, chắc chỉ có mỗi em là người còn có niềm tin đối với Vinhome quý chị nhá. Đó. À, không phải là mỗi em mà trong những cái người mà livestream ấy, có những quý anh chị mà thực sự có bình luận là trong những cái người livestream thực ra thì có em là thường xuyên là nhắc đến những cổ phiếu này. Nếu mọi người có theo dõi em thì biết em cũng đã làm cho mọi người một cái video để mua Vinhome rồi đó, thì mọi người có thể lưu ý nhá. Thì đây là cái video tiếp tục để cho mọi người có thể có cái nhìn rõ nét hơn. À, thứ nhất là chúng ta có cái vùng target đó là vùng 52, chốt lại nhá. Đây là chốt lại của toàn bộ cái video ngày hôm nay đó. Thứ nhất, đối với quý anh chị nào đang cầm hàng, chúng ta sẽ canh hạ tỷ trọng ở vùng giá 42.x và chúng ta sẽ mua lại bắt đầu khi cổ phiếu chạm về vùng giá 40.5 và mua tiếp ở các cái vùng giá tiếp theo là 39.5 và 39. Thậm chí quý anh chị có thể chờ mua ở 38.15 cũng được, thì đó chính là ba cái vùng giá mua. Ngoài ra nữa thì cái vùng giá cắt lỗ của chúng ta đó chính là vùng giá 35.8. Em chỉ cần biết thủng 35.8 em bán, không cần rõ lý do. À, có thể là bất kỳ tin tức gì, Vinhome không mua lại đúng hạn hay không làm gì đó em không cần biết, miễn là thủng 35.8 em bán. Quý anh chị nhà đầu tư nên tuân thủ cái kỷ luật này để làm sao hạn chế các cái rủi ro nhất có thể nhá. Và cái target của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Target của chúng ta sẽ nằm ở vùng từ 50 cho đến 55, và đẹp nhất là chúng ta sẽ chọn cái vùng target ở giữa là vùng 52.5 cho đến 53. Thì trong cái điều này, cái lợi nhuận của quý anh chị có thể đạt được đó là rơi vào khoảng 20 cho đến 25% nhá quý anh chị. Và tất nhiên là nó có thể thay đổi trong thời gian tới nếu như cổ phiếu có các cái biến động khác, nhưng với các cái thông tin em có trong hiện tại và các cái trạng thái của đồ thị và các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp nhá, thì em có thể
dự báo cho mọi người đó là như vậy ha. Thì mọi người có thể ưu tiên tham gia vào Vinhome, và để có thêm những cái chi tiết hơn và khuyến nghị lúc nào mua lúc nào bán thì mọi người có thể là tham gia với đội của em Bull nhá. Nhắn tin ngay cho em trở thành khách hàng của em Bull, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị tham gia cái deal Vinhome này ha. Ở ngoài ra còn rất nhiều các cái cổ phiếu khác cũng kỳ vọng lợi nhuận 20-30%. Em có làm video trước cho mọi người rồi, mọi người có thể tham khảo, và trong thời gian sắp tới em sẽ tiếp tục có những video phân tích về các cổ phiếu tiềm năng khác. Thì nên rất mong mọi người có thể đón nhận những cái video đó của em Bull nhá. Rồi, thì cũng nhân cái ngày lễ mùng 2 tháng 9 này, em cũng xin chúc cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Chúc tất cả mọi người sẽ có những cái điều đầu tư thật là thắng lợi và thành công mọi người nhá. Đó. Và làm sao đó để cho sau kỳ nghỉ lễ này quý anh chị có thể đồng hành cùng với em Bull nhá. Mọi người có bất kỳ các cái thắc mắc nào mọi người có thể liên hệ với em. Hiện tại đang là giai đoạn nghỉ lễ, quý chị nào thích chúng ta có thể đi cà phê cũng như là đi có thể là bàn bạc thêm với thị trường cổ phiếu nhá. Cứ alo cho em thôi, ở Hà Nội phát phút mốt là em có mặt mọi người nhá. Đó, mọi người có thể là ủng hộ em Bull bằng cái tài khoản SSI với cái ID là i610025, hoặc mọi người có thể là mở một cái tài khoản game với ID là BR8419 nhá. Lợi nhuận 20% mà quý chị có đòn 728 và quý chị có thể có mức lợi nhuận tối đa lên đến 100% đấy quý chị, không biết đâu nhá. Rồi, quý chị nào cần tư vấn thêm mọi người có thể là nhắn ngay cho em Bull qua số điện thoại em mới để trên màn hình, đó là 0888381802, hoặc quét trực tiếp mã QR Zalo đây nhá. Mọi người quét ngay vào đi, tham gia vào dùng Zalo cộng đồng, khi đó em sẽ hỗ trợ cho mọi người tốt nhất, cũng như là em sẽ chăm sóc mọi người và có những cái khuyến nghị trực tiếp trên đó nhá. Như tuần vừa rồi em đã có rất nhiều các cái khuyến nghị mua có lời ngay trên cái khuyến nghị đó luôn, ví dụ như các cái cổ phiếu như Shell chẳng hạn quý anh chị nhá. Trong nhịp vừa rồi em đã có khuyến nghị mua và cũng có khuyến nghị bán mọi người hết rồi đó. Rồi thì rất mong là mọi người có thể tham gia vào Zoom để chúng ta có thể là đồng hành nhá. Đó, cứ tham gia vào trước, xem các cái khuyến nghị của em cũng như là các cái tư vấn của em nó ổn, nó có hợp lý hay không, sau đó chúng ta ra quyết định về với em Bull sau nhá. Trước mắt là cứ như vậy. Quý anh chị cần tư vấn chung tham gia vào Zoom Zalo cộng đồng, cần tư vấn riêng một nhắn tin ngay cho em, gọi điện ngay cho em qua số điện thoại 0888381802 nhé mọi người. Rồi, em xin kết thúc cái video về phân tích cổ phiếu Vinhome với giá mục tiêu là 5x ngày hôm nay tại đây. Chúc tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ ấm áp với gia đình và có thể chuẩn bị cho những điều đầu tư thật là thành công thắng lợi trong thời gian tới nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của em Bull nhé. Bye bye.